Nông thôn là thành trì cuối cùng của nền văn hóa dân tộc, nét nguyên thủy sâu xa trong tâm thức người Việt. Trong không gian đậm đặc của làng quê Việt Nam, đạo mẫu vẫn được coi là đạo gốc, là cốt tủy, là nét văn hóa tín ngưỡng chưa bao giờ mất đi. Tôi sinh ra và lớn lên ở cái mảnh đất này. Đời ông ngoại đẻ ra mẹ tôi là trông nom bản tự ở đây. 12 tuổi rất thích cái tâm linh về thánh mẫu. Đến năm tôi 14 tuổi thì tôi vào Nam. Vào Nam thì lúc đấy là nghĩ là Nam là không có đạo mẫu, chỉ có đạo Phật thôi, nhưng mà đạo mẫu trong miền Nam là rất là nhiều. Người Việt mình đi đến đâu thì mang tín ngưỡng của miền Bắc đi đến đấy. Vào đó đủ các loại đền, cứ ngoài Bắc có cái đền gì thì trong Nam có đền. Thế thì tôi cũng gieo duyên từ đấy. Thế là tôi tá túc ở ngôi đền Bảo Lộc, Bảo Lộc Vọng Từ ở thành phố Buôn Ma Thuột. Thế là lúc đó là ra đi hầu từ đấy. Đi hầu thì nghèo lắm, không có tiền mua khăn áo đâu, đi mượn người ta thôi. Mượn thì lúc đó khăn áo có bán như bây giờ đâu. Chỉ có mấy quả áo của thời năm Mậu Thân thì nó bị đốt cháy hết thôi. Vá lại để mua cái củ nâu, mua cái củ nghệ nhuộm lại những cái quả áo để trải qua dài ngắn như vậy là hơn 50 năm đã theo cái nghiệp này rồi. Đây có con sâu to quá này. Ồ, bà Lai à? Dạ. Thế năm nay đã hậu hạ gì chưa? Dạ. Bạch mới thầy là con đưa đi ra để thưa mấy thầy. À. Thế là năm nay là con đau yếu nhiều. Trước đây thì cứ một năm là bốn vấn. Ồ, là, thế à? Ra hầu ngày, nhưng là năm nay là ốm nhiều quá, không dám ra. Đấy, không hầu là các ngài của có. Đấy. Dạ. Phải hầu hạ là... dạ vâng vào nhé. Con... có thì mình hầu, có thì hầu dày, chả có thì hầu mỏng. À gì là Phật? Lấy con béo phải kéo con gầy, lấy đống cao phải cao và đống thấp chứ nó cái gì. Vâng, nhưng mà... Phật Thánh có đòi đâu, ban nước nén hương thôi nhá. Vâng ạ. Dáng mà hầu Phật Thánh đi cho đến đầu bạc răng long, cho đến mãn chiều mãn quả nhá. Vâng ạ. Thì ngài biết thương. Đấy. Ừ, năm nay gần ta 90 tuổi rồi, mới hầu được có 70 năm chứ mấy. Vâng ạ. Thế thì mai là phải sắm lễ. Vâng ạ. Xong rồi ra đền cáo với mẫu. Vâng ạ. Xin là mẫu có thương không, mẫu có cho để hầu hạ dạ vâng không thì hẵng hầu. Vâng. Nhá. Ôi thì trong đau thì ngày tha, mà già thì ngày thương nhá. Thế phải cố hầu hầu 20 năm nữa. Năm nay con chưa dám hầu một vấn nào cả. Thì phải hầu đi chứ này đâu. Nhá. Lạy thánh là trước nữa là thánh thương, mẫu thương, Phật thương, sau nữa là chăm sự là con nhờ thầy, công đức của thầy. Đấy. Là cho con được, cầu cho con được khỏe mạnh. Đấy. Được bình an. Thế thì mai hầu nhé. Bà Hoàng Thị Lai, một cựu đồng nức tiếng Hà Thành xưa, và sau này là Phủ Thiên Hương, tức Thái Bình. Cuộc đời nhiều biến động, 13 tuổi, bà ra diện thánh ở đền Đức Vua Cha tại dốc Hàng Than, Hà Nội. 17 tuổi, bà tham gia thanh niên xung phong, sửa đường tàu khắp vùng cao Bắc Lạng, rồi về Nam Định, Thanh Hóa. Cũng những năm tháng ấy, bà lấy chồng sinh con, và rồi chồng mất, con mất chỉ trong 2 năm. Bà ở vậy, nguyện một đời phụng sự việc thánh. Hà Nội những năm 1946, bà Lai bị bệnh, lang thang khắp trốn. Ký ức của một người đàn bà bất hạnh, một người từng bị điên, có bao giờ quên được những ân nhân của đời mình? Cụ Thơ Thiệu, cụ Đồng Xuân, ông Đồng Hải Đường Lâm. Năm 32 tuổi,
bà Lai được giao lại quản lý đền gành sau khi đồng đền mất. Bà từ chối và trở về quê Tiền Hải, Thái Bình. Bà luôn nghĩ thân đồng bóng lắm vất vả gian truân, chỉ cầu bình an bên mẫu mẹ. Tôi là có đồng mà tôi thì lại nể bái, thì về đây thì là đến Tết xong đến tháng 3 hội là tôi vào đền. Thấy mọi người quét sân quét sướng, tôi cũng quét, cũng ra sức quét. Thế cậu thấy thế, cậu bảo thế cô Lai ơi, thế mai nhá thì vào khâm trực nhá. Bảo vâng, thế là vào thôi. Chỉ sông sông cạn chú chỉ trần trần an, chú về đồng phấn điểm tô trang nghi. Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ chỉ mới được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, nhưng niềm tin vào đạo đã tồn tại từ ngàn đời nay, nhắc người ta luôn nhớ tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Về đồng phấn tô trang, tay cầm đàn tính. Mẫu không ban phúc cho ai mà mẫu không giáng họa cho ai cả. Mẫu là một con người luôn luôn mang cho mình một cái đức tin và một cái đường lối để mà mình tu. Thế thì cái niềm tin đối với những các cụ già ở đây, có những người trăm tuổi vẫn đi hầu, đã làm tôi thánh cho từ đầu tuổi thừa tuổi xanh mà theo việc thánh cho đến ngày đầu bạc nữa mà. Vì đây đó là văn hóa mà, chứ không phải là đi làm kinh tế. Là văn hóa thì nó như biển ấy. Mà lễ mẫu đây thì nó cũng như là người tắm ấy, một gáo nước cũng xong, một biển nước cũng xong, một chậu nước cũng xong, mà sấp mỗi cái khăn bao qua người cũng là tắm rồi. Thế là với mẫu thì đa tiểu lòng thành. Nhờ lại cô này, cô xá cho con trên của tổ thượng đế, của tổ thượng đế, của tổ lấy đình của cha mẫu mẹ này, cô có lại tự phụ được thành tổng đứa khổ được nạn nhân cảm quan thế. A Di Đà Phật, con chào cậu ạ. A Di Đà Phật, con xin phép cậu, con đã lễ thánh xong rồi, rồi bây giờ thì con vào con xin thưa mấy cậu là ngày mai ngày mốt là cậu sửa lễ để cúng cha cúng mẹ cúng Phật thánh, để xin cậu cậu cho con xin cậu con hầu ngày giá, vì lâu nay con cũng đau lâu ốm dai dài ngày lắm tháng, thì ngài cũng chỉ bảo cho con để chúng biết đường con nội biết nối con đi. Bà đã sắm sửa lễ sanh xong rồi. Ơn trên mười phương chư Phật thì chư thánh thánh mẫu thương bà. Dạ. Thì đến ngày mốt thì thầy bà xin bác ghế nhé. Vâng ạ. Hầu hạ dạ vâng cho thung dung hài hả nhé. Dạ. Được rồi đây nhé. Vâng ạ. Để bà về đi nhé. Vâng ạ. Để con xin cậu con về vâng ạ. Đi à Phật. Trước đây người ta vẫn còn mơ hồ là đấy là một cái mê tín. Nhưng mà đây nó là tín ngưỡng đặc thù của người Việt, mà đây nó là máu thịt của người Việt. Đây nó có thể là cái hàng ngày nó như cái kinh nhật tụng của người Việt, chứ không có còn mang một cái màu sắc mê tín nữa. Thế nhưng mà trong cái đó thì một cái xã hội nó phát triển, nó cái biến tướng cũng có rất là nhiều, biến tướng rất là nhiều. Và ngày xưa thì không có những cái cuộc sống dư giả như bây giờ. Nhưng mà tóm lại cho chính thống hơn thì đạo mẫu lúc nào người dân ở đây ta phát triển rất là nhanh.
người ta nắm bắt rất là nhanh, người ta đi cùng một thời đại rất là nhanh. Ông Hoàng Mạnh Sánh bắc ghế từ năm 12 tuổi, lưu lạc một đời. Ông về quê và trở thành đồng đền thứ 7 của đền cổ Đại Hoàng. Ông Đồng được nhân dân vùng Tiền Hải yêu mến, đã chọn về nơi cửa Phật. Đem trí tuệ và sự bao dung gieo niềm tin cho những người xung quanh mình. Tôi cũng được đi đây về đó, cũng đi rất nhiều nước và cũng rất nhiều tỉnh, cũng học được rất nhiều cái tôn giáo tín ngưỡng bạn. Nhưng mà mỗi một niềm tin là nó khác nhau. Nhưng mà niềm tin nào thì cũng chỉ có một đấng kính nhất là có người mẹ. Người mẹ nó thể hiện ra một cái sự khổ đau của người phụ nữ. Một người phụ nữ lúc nào cam chịu cái sự khổ đau nhất trong cái thế gian này. Thì bà cũng một trong một người mẹ mà nhìn thấy thế gian này, cụ xuống thế gian này. Mà để làm cho con người ta lợi lạc, phát triển cái niềm tin. Đồng tiền lương ít lắm. Từ cái lúc mà đồng tiền lương có 36 đồng, xong rồi lên đến 60 đồng, 60 đồng xong rồi lên đến 200 mấy. 200 mấy xong rồi lên, đến bây giờ là 2,1 triệu. Đấy. Cái tiền cứ để dành ra để hầu thôi, chứ không dám tiêu. Ăn thì ăn cái tiền của mình thôi. Thế cũng hạt tần hạt tiện thì cũng vào phường. Đấy, cũng vào phường thì đây này, thì vừa rồi cũng vào phường thì đến tận ra riêng mới dốc ống. Thì tưởng là ra riêng dốc ống thì đến tháng 3 thì xin hầu. Thế nhưng mà không, bây giờ cậu cho hầu thì thôi, tháng 3 thôi, vì mình cũng không có tiền. Theo nhau cho trọn đạo trời, dẫu mà không chiếu, trải tơi mà nằm. Tác giả tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn Nguyễn Xuân Khánh từng trải lòng: tôi yêu và kính trọng người mẹ của tôi, một người đàn bà Việt thuần chất. Mẹ tôi một năm có đi hầu đồng 1-2 lần. Tôi cảm nhận được không khí của đạo mẫu từ thuở bé và thường hay đi theo mẹ đến khắp các đình chùa miếu mạo Việt Nam. Đạo mẫu là đạo nguyên thủy của người Việt Nam. Thờ mẫu, thờ mẹ núi, mẹ sông, mẹ đất, thờ man nương. Nó có tính chất nguyên thủy ngấm ngầm trong dân gian, không có tính tri thức gì. Nó là đạo của những người nghèo khổ. Một buổi lễ hầu đồng của người quê giản đơn, đồng quà, tấm bánh, không cầu kỳ vàng mã, không bóng bẩy xa hoa. Vùng nông thôn thì người ta làm đồng, làm ruộng ấy. Nhưng mà cái niềm tin về đạo mẫu đối với người ta nó là bất tận. Thế thì là cái nguồn thu chính ở nông thôn thì người ta cũng chỉ là trồng trọt. Thế thì là một năm tiết kiệm làm sao mà lo được một vấn hầu. Thế thì một vấn hầu của người nông thôn thì người ta rất là đơn giản. Cũng mùa nào thức ý, hoa quả hay là bánh kẹo người ta cũng rất là đơn sơ. Nhưng mà chủ yếu là một niềm tin là người ta được hầu thánh, để người ta được gọi là có lễ để dâng lên chư thánh, để người ta hầu thánh một vật. Tuổi nhỏ tôi lên chơi đền cây thị, chân đất đi đêm xem lễ đền sòng. Mùi huệ trắng huyện khói trầm thơm lắm, điệu hát văn lảo đảo bóng cô đồng. Văn chương chữ nghĩa xưa nay có câu chữ nào hay hơn, linh thiêng hơn thành ngữ? Khí thiêng sông núi, hồn thiêng đất nước, để tỏ lòng tri ân đối với các vị thần linh. Hầu đồng, một hình thức diễn sướng đã gắn với đạo mẫu như hình với bóng, trở thành một bản sắc văn hóa tâm linh dân tộc, thu hút sự say mê của nhiều nhà nghiên cứu.
Trong cái đạo mẫu, đạo hầu thánh này thì là người ta gọi là yên căn yên số mà. Thế thì trong người ta có một cái niềm tin, căn thì nó là gốc là rễ. Thế mà gốc mà rễ mà chắc thì cây mới xanh cành nở ngọn được. Thế thì người ta có một cái niềm tin bất tận là người ta hướng đến đạo mẫu để người ta cầu đạo. Một tiên, một Phật, một ta mà sinh sinh hóa hóa thì cũng vẫn là mẫu đây thôi. Chứ không có ngoài vị nào ngoài mẫu đâu. Riêng ý nghĩ của tôi là tất cả đều là con của mẫu mẹ sinh ra hết.